Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại kênh YouTube của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới của tháng 7 năm 2020. Đó là bộ tai dây sen siêu tăng áp, hai chức năng chảy với nõi lọc PP và các hạt khoáng tạo ion và vitamin. Và đây là đóng gói của bộ sản phẩm tai sen L118SH, và sản phẩm được đóng gói trong một vỏ hộp màu của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Đó, các bạn thấy là vỏ hộp của Eurolife luôn luôn đi kèm với các sản phẩm. Tuy nhiên, khi các bạn mua sản phẩm này ở trên các trang thương mại điện tử thì sản phẩm sẽ không được đóng gói ở trong hộp màu như vậy. Bởi vì tại sao? Chúng tôi muốn tiết kiệm chi phí vận chuyển cho các bạn, bởi vì nếu chúng ta đựng ở hộp này thì cái khối lượng hàng đóng nó sẽ rất là lớn và cồng kềnh, do đó là phí vận chuyển nó sẽ tăng lên. Vì vậy Eurolife sẽ bỏ hộp này ra và đóng gọn lại trong một hộp khác. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định với các bạn là chất lượng hoàn toàn không thay đổi. Vì vậy các bạn hãy lưu ý là khi chúng ta mua sản phẩm ở trên các kênh thương mại điện tử thì sản phẩm sẽ không được đóng gói trong cái vỏ này. Và đây, nếu các bạn mua ở các trang thương mại điện tử thì đóng gói của sản phẩm sẽ giống như vậy, tức là sản phẩm sẽ được đóng trong một cái túi ni lông của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam và được hàn miệng cẩn thận. Đó, được đóng trong một túi như vậy, có đầy đủ thông tin chi tiết của công ty, số điện thoại liên hệ, cùng kèm theo một phiếu bảo hành ở trong bộ sản phẩm như vậy. Vì vậy, khi quý khách nhận được sản phẩm thì quý khách luôn luôn yên tâm, bởi vì sản phẩm có cùng một chất lượng như vậy chứ không có khác biệt gì. Vì vậy, quý khách hãy yên tâm khi mua sản phẩm ở trên các kênh thương mại điện tử mà không bao gồm vỏ hộp kia nhé. Chúng ta cùng xem chi tiết bộ sản phẩm này có những ưu điểm gì vượt trội so với các sản phẩm khác. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm trước tiên là một tai sen, một bát gác và một dây sen dài 150 cm bằng inox và dây chịu áp cao của Eurolife. Đó, đây là bộ sản phẩm đầy đủ của bộ dây tai sen 118SH. Và bây giờ chúng ta cùng xem chi tiết từng sản phẩm một xem có ưu điểm gì. Và đây, trước tiên chúng ta cùng xem về tai sen. Tai sen này được thiết kế khác hoàn toàn với các loại tai sen khác. Trước tiên tôi xin nói về chất liệu. Chất liệu của sản phẩm được làm từ nhựa ABS nguyên sinh, có chất lượng rất là tốt và cái bề mặt của sản phẩm là sáng bóng, không giống như các sản phẩm khác làm bằng plastic. Đó, phía bên trên mặt đài sen được CNC các lỗ nhỏ tăng áp, chúng ta có thể thấy trên này có cái chữ. Đó, và phía đai mặt này được mạ chrome sáng bóng. Phía nút chuyển đổi chế độ sử dụng nằm ở đây, chúng ta chỉ việc gạt qua gạt lại thôi, cũng được mạ chrome. Đó, logo của Eurolife được in ở phía dưới của tai này. Và chúng ta cùng phân tích xem sản phẩm này có những ưu điểm gì khác biệt hoàn toàn các sản phẩm khác. Thứ nhất, chúng ta thấy về thiết kế của sản phẩm này. Sản phẩm được thiết kế với đầu đưa dài ra phía bên ngoài, giúp chúng ta dễ sử dụng hơn, sử dụng thuận tiện cho các chiều hướng khác nhau. Đó, tay cầm lớn hơn và chúng ta cầm cảm giác là chắc chắn hơn rất là nhiều. Đấy, lúm xoay này rất là thuận tiện khi chúng ta dùng. Đó, các bạn có thể thấy rất là thuận tiện và sản phẩm nhìn rất là chắc chắn. Đó, đây các bạn thấy là trên mặt này của Eurolife được làm từ inox 304, chúng ta có thể thấy từ súp 304 Boss Stainless Steel. Đó, được làm từ inox 304. Và bây giờ tôi xin phân tích về thiết kế của sản phẩm này có gì đặc biệt. Chúng ta sẽ đi từ những cái đơn giản trước. Trước tiên, mặt này chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời nhé. Đấy, mặt này chúng ta có thể hoàn toàn tháo rời để vệ sinh. Khi tắt rửa thì chúng ta có thể vệ sinh mặt này đi.
chúng ta có thể lau chùi đi thì sẽ sản phẩm sẽ không bị nữa đó. Và chúng ta lưu ý một điều là ở đây có giòn cao su này, chúng ta phải giữ được nó, tránh để rơi hoặc mất. Nếu rơi hoặc mất hoặc lệch đi thì sản phẩm nó sẽ bị rỉ nước. Đối với tất cả các thiết bị nước thì đều như vậy, cái ron cao su cực kỳ quan trọng. Đây, phần nắp này chúng ta cũng có thể tháo rồi đó, phần nắp trên này chúng ta cũng có thể tháo rời để vệ sinh nha. Vâng, và đây chính là trái tim của sản phẩm, nằm ở cục lõi này. Cục lõi này đây chúng ta có thể tháo rời, chúng ta cùng xem nha. Đây chính là trái tim của sản phẩm. Đây là phần khóa gạt thì nó cũng không có liên quan gì nhiều lắm, chúng ta không cần phải phân tích kỹ về cái này. Nhưng đây chính là trái tim của sản phẩm. Chúng ta cùng xem nhé. Chúng ta cùng xem nó sẽ có thiết kế như thế nào mà lại đặc biệt đến như vậy. Đây các bạn thấy, đây là một nõi lọc nằm ở bên trong. Và tôi sẽ lấy nõi lọc này ra để các bạn cùng xem thử. Cái nõi lọc này thì chúng ta cần phải đập mạnh. Đó, rồi. Chúng ta lưu ý một điều là nõi lọc này thì được kèm theo một gioăng cao su ở phía trên nha. Khi chúng ta đưa ra đó thì chúng ta lưu ý là phải giữ lại được cái gioăng này. Cái gioăng cao su này nằm ở trên để nước sẽ không bị tràn ra khỏi cái nõi lọc này, giúp nguồn nước đi ra hoàn toàn qua lõi lọc hết. Đây, chúng ta thấy trong này thì trống rồi. Đó, phần đáy này thì được thiết kế thụt lên. Chúng ta nhìn từ đây xuống thì ta thấy tưởng nó bít nhưng thực ra không phải, nó là hình nón. Rồi, ở trong này chúng ta thấy là thiết kế của cái lõi lọc này, đó, bên ngoài được làm từ bông PP lén. Đó, nó có tác dụng tương tự như cái lõi bông lén của máy lọc RO mà chúng ta đang sử dụng để lọc nước uống. Đó, vì vậy khi mà nước đi qua lõi lọc này, nó đã được khử hoàn toàn về rong rêu, rồi là tất cả mọi thứ rác lơ lửng, những vi sinh vật lớn hơn 0.05 micro nó sẽ không đi qua được. Đó, và ở bên trong chúng ta được cung cấp các hạt khoáng và các hạt vitamin ở phía bên trong này. Đây chúng ta có thể thấy đây các loại hạt khoáng vitamin để tạo ion ông được làm ở trong nõi này. Đấy, vì vậy khi nguồn nước đi qua nó sẽ được lọc rác vi sinh và mọi loại hóa chất khác rồi tạo khoáng và tạo vitamin giúp cho làn da tốt hơn, tươi mát hơn. Đây là điều đặc biệt của sản phẩm này. Đó, điều đặc biệt thứ hai là nó tăng áp rất tốt, rất mạnh. Đó, đây là ưu thế nổi trội của sản phẩm này. Và cái ưu điểm này chúng ta sẽ được xem ngay sau khi chúng ta test thử sản phẩm này trên thực tế như thế nào ở cuối clip hướng dẫn giới thiệu sản phẩm này nhé. Đây, khi chúng ta lắp lại thì chúng ta chỉ cần lưu ý một điều là chúng ta phải để đúng vị trí đó, cho nó xuống, và chúng ta phải đặt gioăng cao su vào. Cái nõi này chúng ta có thể là phải vệ sinh định kỳ thường xuyên nha, bởi vì khi mà cái nõi PP á, nó lọc một thời gian thì nó sẽ bị bám bẩn, ví dụ như là phèn hoặc là các chất lơ lửng nó sẽ bám vào đó và nó sẽ gây ra vấn đề là có thể là tắc. Thì chúng ta phải tháo cái nõi này ra để chúng ta vệ sinh cái này đi, chà rửa súc vệ sinh nó đi. Đó, cái điều đó là điều chắc chắn chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này một thời gian dài. Đó, khi mà nguồn nước yếu đi thì chúng ta cũng lên kiểm tra nó xem nó có phải là nõi của nó đã quá dơ hay không. Rồi bây giờ tôi sẽ lắp lại để chúng ta xem. Chúng ta cần phải chọn đúng vị trí để cái nõi này nó nằm định vị cứng lại. Rồi chúng ta thả gioăng cao su vào đây. Đây chúng ta định vị đúng, nó vừa vặn là được rồi. Sau đó chúng ta sẽ vặn này lại. Chúng ta lưu ý một điều nhé. Ở trên đây chúng ta cũng có một cái gioăng cao su, vì vậy đừng để mất gioăng cao su này nhé. Đó, chúng ta chỉ việc vặn lại thôi. Đã chặt chẽ rồi. Ok. Rồi. Và cái khớp này thì chúng ta lưu ý là trong này nó có một cái khớp, thì chúng ta chỉ cần đặt đúng vị trí thôi. Và đây cũng có một gioăng cao su nha các bạn.
Đó, chúng ta lưu ý tất cả các gioăng cao su không để được mất. Đó, chúng ta để đúng vị trí rồi, chúng ta chỉ việc xoay lại thôi. Đó, là xong. Và lắp lại, cuối cùng là chúng ta vặn vào. Chúng ta chỉ việc vặn lắp này lại thôi là chúng ta đã hoàn tất lắp đặt và vệ sinh một sản phẩm rồi. Đó. Nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Về tốc độ chảy của tay sen này, nó có tăng áp mạnh như thế nào thì chúng ta cũng sẽ xem ở ngay sau video clip này để chúng ta nắm được sự ưu ái của cái sản phẩm này như thế nào. Các bạn lưu ý là khi các bạn mua tay sen không, nó sẽ có mã là H118 thì chúng ta chỉ có tay sen không này thôi nhé. Chúng ta sẽ không được kèm theo dây và tay, tất nhiên là giá sẽ rẻ hơn. Còn khi chúng ta mua sản phẩm với mã là 118SH mắc hơn thì chúng ta sẽ có cả dây và bát gác ở đây đi kèm. Vì vậy chúng ta hãy lưu ý kỹ vấn đề này nhé. Và vấn đề thứ hai nữa là nhiều khách hàng hỏi là tay sen có sử dụng được cho nước nóng không, thì Euroride xin trả lời các tay sen đều có thể sử dụng được cho nước nóng, bởi vì bản thân thiết kế ra là để sử dụng được cho cả nước nóng lẫn nước lạnh. Tuy nhiên là các bạn không nên sử dụng ở nhiệt độ 100 độ nha. Nước nóng để tắm thì nó hoàn toàn thoải mái để sử dụng. Vì vậy các bạn hãy yên tâm. Rồi, tiếp đến chúng ta cùng xem đến dây sen của Euroride. Dây sen của Euroride thì các bạn đã biết rất là rõ rồi. Được dây sen được rất nhiều người tiêu dùng đánh giá chất lượng cao và tốt, và được rất là nhiều người chọn để sử dụng. Tại sao dây sen tốt? Chúng ta cùng xem. Đây, dây sen của Euroride rất là mềm mại. Đó, rất là mềm mại. Và bên ngoài được bọc là một lớp inox, một lớp inox có thể co giãn, và bề mặt được mạ một lớp chrome. Phía bên trong thì dây sen được bện một lớp bố dù. Lớp bố dù này có tác dụng là chống lại cái sức mạnh của nước khi mà chịu áp lực cao. Khi áp lực cao thì ống bên trong bằng cao su tổng hợp nó sẽ bị phồng ra. Đó, nhưng khi sản phẩm có lớp bố dù này thì cái ống sẽ không bị phồng và sẽ không bị bẻ vỡ như các loại sản phẩm khác. Vì vậy đây là ưu điểm của dây của Euroline. Và phần đầu ống được bóp thủy lực với ti đồng và gioăng cao su chịu nhiệt nằm ở phía trên này. Đó, logo của Euroline thì được in ở ngay trên nút của sản phẩm để tránh vào hàng giả, hàng nhái. Đây, chúng ta cùng lắp thử tai sen vào như thế nào nhé. Đó, tai sen thì chúng ta chỉ việc lắp vào như thế này thôi. Đó, khá là đơn giản. Đó, chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt kết nối dây sen vào tai sen rồi. Nó không có gì phức tạp cả. Đó. Và đây là bát gác của bộ tai dây sen này. Bát gác này cũng được làm từ nhựa ABS và được mạ chrome sáng bóng. Chúng ta thấy không? Đó. Bát gác có trục khuỷu ở giữa, có thể di chuyển để đưa tay sen lên xuống một cách đơn giản. Đó, đây là bát gắn vào tường, và khi mở ra thì chúng ta chỉ cần việc đẩy cái chốt này ra thôi. Chúng ta đẩy chốt này, đó là chúng ta có thể lấy được cái phần bát này ra rồi. Để chúng ta lưu ý nha, chúng ta lưu ý là chúng ta đẩy cái bát này ra. Đó, đây chúng ta chỉ việc lấy ra thôi. Đó, và chúng ta lấy được cái phần này ra. Đó, trong đây đã có sẵn ốc và tắc kê rồi. Chúng ta chỉ việc định vị phần này vào tường, phần bát này vào tường. Đó, khi chúng ta định vị vào tường như vậy, xong xuôi rồi đó là chúng ta chỉ việc cắm cái bát này. Chúng ta đưa bát này, chúng ta nhấn vào thôi là được rồi. Khi nhấn chúng ta lưu ý là nó phải kêu cái cách một cái. Đó, là nó vào, cái phần bát này nó vào hết đây rồi. Đó, nó sẽ đẹp hơn và khít hơn. Đó, đây là sản phẩm tai sen 118SH của Euroline với chế độ siêu tăng áp, hai chế độ nước chảy, với nói lọc tạo ion và khoáng chất vitamin sẽ giúp cho làn da đẹp hơn, tốt hơn. Vì vậy đây là một sản phẩm rất là ưu việt. Chúng ta cùng xem cái video test
dòng chảy của sản phẩm này ở ngay cuối video này nhé. Trước khi đến với phần test thực tế thì Euroline xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi khách hàng đã quan tâm, đồng hành và ủng hộ Euroline trong suốt thời gian 10 năm vừa qua để Euroline phát triển trở thành một thương hiệu được nhiều người tiêu dùng tín nhiệm và lựa chọn cho các sản phẩm cho gia đình của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ các bạn trong tương lai tới. Các sản phẩm gia dụng trong nhà, các bạn luôn luôn tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Euroline của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ mang tới những dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test tai sen H108 của Euroline. Chúng ta cùng test xem dòng chảy này như thế nào nhé. Tôi sẽ thay vào tay của bộ sen cây này. Đây, chúng ta có thể thấy là chúng ta lắp với các loại dây khác đều hoàn toàn bình thường. Tôi sẽ bảo. Đây, các bạn thấy. Đó, đây là dòng chảy. Nó rất là mịn. Các bạn có thể thấy không? Nó rất là mịn. Đó, chúng ta nhìn cái phần dòng chảy của heo này. Nó rất là mịn và êm dịu. Không giống như các sản phẩm khác. Đó, tôi thử đổi chế độ nhé. Cái này là chúng ta tắt. Đây, đây là khóa đóng và mở tai sen nằm ngay ở trên đây. Đó, chúng ta đóng và mở ngay lúc này. Đó, rất là tiện lợi. Chúng ta có thể khóa tai sen ở ngay đây. Đó, chúng ta thấy dòng chảy của nó rất là mạnh. Đây, chúng ta nhìn. Đó, thậm chí là không có tiếng nước chảy nữa, dòng chảy rất là êm. Các bạn thấy không? Đó, tôi để sang dòng nước lạnh thì áp lực mạnh hơn rất là nhiều. Vừa nãy là tôi mở ở bên phần nước nóng và đây là nước lạnh, các bạn thấy khi nước rất là căng. Đó. Đó. Chúng ta gác lên cây sen một cách rất là bình thường. Khi không sử dụng nữa, chúng ta có thể tắt ngay từ đây. Đó, chỉ cần chúng ta có thể mở lên rất là dễ dàng. Đó, đây là một dòng sản phẩm rất là lý tưởng, đặc biệt đối với những làn da nhạy cảm, bởi vì nó đã sử dụng qua lõi lọc đây rồi. Tôi sẽ thử mở ra để chúng ta xem nó đi qua lõi lọc này như thế nào nhé. Chúng ta lưu ý là lắp, chúng ta lắp phải đúng ở phần đúng giữa này. Đó, thấy là dòng nước rất là căng. Đó, nước rất là căng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.